Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án mới thuộc tổ 11, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí của cái căn nhà này ngay cạnh chợ tổ 11. Cái giá chào bán thì vô cùng hợp lý, 2 tỷ 150 triệu đồng, 30m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng, ngõ trước nhà 2m, cách trục đường ô tô đi qua 20m mọi người nha. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa. Lớp ngoài là cửa quấn và bên trong là cửa gỗ kính mọi người nha. Mời mọi người theo em vào tầng 1 cụ thể của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Phải nói là quá đẹp mọi người ạ. Vị trí rất là đẹp, rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa, công viên âm nhạc, gần với lại chợ dân sinh, mầm trường mầm non, trường tiểu học, ủy ban nhân dân phường. Từ vị trí của cái căn nhà đi ra cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương nó chỉ tầm 500m thôi. Đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Mọi người nhìn trên video có thể quan sát luôn. Hệ thống trần thạch cao được thiết kế rất là cầu kỳ. Đó, theo kiểu giật cấp và lại còn cả ốp cả gỗ nữa. Đấy, phòng khách của ngôi nhà đây. Ốp đá. Đá và gỗ ở phần phòng khách đây. Rất là đẹp. Tầng 1 được chủ đầu tư trang trí một cái quạt trần nữa mọi người nha. Gạch lát nền kích thước 60-60, vân đá màu trắng. Và màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đó, tủ bếp cũng đều được thiết kế đầy đủ này. Hệ thống phụ kiện bếp cũng được thiết kế đầy đủ hết rồi. Chất liệu inox 304 này, chậu rửa bát, vòi rửa. Với cái căn nhà này được hoàn thiện 100%, chỉ việc dọn đồ về ở thôi mọi người ạ. Hệ thống điện này, nước đều đã được hoàn thiện rồi. Nước sạch quận Hà Đông, điện lực Hà Nội. Với căn nhà này có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Và đặc biệt với cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ cần phải bỏ ra khoảng tầm 800 đến 900 triệu đồng thôi là có thể sở hữu căn nhà này rồi mọi người nha. Phía phòng khách của ngôi nhà được ngăn cách bởi một vách gỗ CNC. Đấy, ở đây và có một cái kệ ở bên dưới. Đó, để đồ mọi người nha. Và ở phía cầu thang cũng được ngăn cách bởi một vách gỗ CNC với lại bên phần phòng khách này. Đó. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang lên ngôi nhà là gỗ lim 5 phi. Mặt bậc của bậc là được lát đá granite. Tầng 1 của ngôi nhà gồm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và đầy đủ hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh khám phá tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh theo kiểu master, phòng ngủ phía bên trong mọi người ạ. Đây chính là vị trí căn phòng ngủ tầng 2, có ban công giả hướng ra bên ngoài. Đó, rất là thoáng và cũng khá là cầu kỳ với chủ đầu tư này, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Trần phào này cũng như là hệ thống trang trí đèn led chiếu sáng. Phía dưới chân Ngọc Ánh là sàn gỗ mọi người nha. Đó, đây là phòng vệ sinh của ngôi nhà. Đó, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh nhìn rất là xịn sò luôn mọi người ạ. Bồn cầu này, lavabo này, gương tắm này, quạt hút mùi này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Trong đây chủ đầu tư là dùng gạch 60-60 để ốp trong nhà vệ sinh này. Trần phào chỉ rất là đẹp mắt với cái căn phòng vệ sinh này. Và cái màu sắc thì khá là hài hòa. Cái căn phòng ngủ này nó khoảng tầm 15m² mọi người ạ. Rất là rộng và vuông vắn để đồ, kê đồ cũng rất là hợp lý. Cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2. Tuy nhiên phòng vệ sinh ở phía bên ngoài khi bước chân lên cầu thang mọi người nha. Phòng vệ sinh ở trên tầng 3 này cũng được thiết kế giống như ở tầng 2. Đó. Màu sắc gạch ốp lát cũng đều như thế. Cửa nhà vệ sinh và cửa thông phòng đều là chất liệu là cửa nhôm hệ mọi người nha. Đây là phòng ngủ tầng 3, rất là rộng. Ban công mở ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng Tây Bắc và giá chào bán là 2 tỷ 150 triệu đồng mọi người ạ.
có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Căn nhà này thì gần như là ở tổ 11 phường Yên Nghĩa, nó là cuối khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ơi. Cho nên từ vị trí căn nhà là mà đi ra tới khu đô thị nó chỉ rơi tầm 500m thôi. Cách chợ dân sinh khoảng tầm 100m, rất là gần, rất là tiện lợi sinh hoạt hàng ngày. Và cuối cùng mời mọi người theo Ngọc Ánh lên tầng 4 của ngôi nhà. Lên tới tầng 4 của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy ở đây có một ô giếng trời để lấy ánh sáng toàn bộ xuống khu vực cầu thang mọi người ạ. Đó, nhìn thấy khu vực cầu thang rất là sáng. Đây là một cái phòng nho nhỏ, có để là tùy công năng của mỗi người có thể làm phòng kho nếu như quý khách hàng thích. Đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người nha. Phòng thờ của ngôi nhà rất là rộng, rất là thoáng. Và trên phòng thờ thì là không được lát sàn gỗ mà thay vào đó là gạch lát nền kích thước 60-60. Toàn bộ tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng. Đây chính là khu vực sân phơi. Đây ạ. Phần khu vực sân phơi của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy. Đây là phần để máy giặt. Đó. Ngoài xin nhắc lại một lần nữa về vị trí của ngôi nhà này, diện tích là 30m, hướng nhà hướng Tây Bắc, giá chào bán 2 tỷ 150 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Nếu như quý vị đang xem video này mà đang muốn tìm cái khu vực cuối khu đô thị Đô Nghĩa thì đây là một căn nhà lý tưởng và cái giá cả rất là hợp lý để quý vị lựa chọn. Quý vị cân nhắc và bốc máy lên gọi cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video của em đừng quên bấm vào nút like để ủng hộ em, cũng như là bấm vào đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.